Okay. À, long cao trái, In bắt goes the long cao corner. trái. Defended well. Lấy khơi mũ bây giờ. Chúng ta nhiều chiến trận. Clever ball. Ờ, thấy rồi xong rồi. Chúng ta sẽ phá này. Wow, sẽ phá rồi. Xong rồi, cầm khơi rồi, chắc không vấn đề. Rồi, chiến sẽ phá. Đây chiến xong rồi, đi rồi. He can't have scored many better than this. With the bend he's imparted onto the ball. I'll give him credit. He set out to do there and executed it perfectly. And we restart the game 2-1. It's good progress with this attack. Tried that from long range. Praise for trying the shot. His teammates aren't too happy.